Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không cố định môn thi thứ 3 vào lớp 10. Đề xuất không công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm trước ngày 31 tháng 5. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bỏ xét học bạ hoàn toàn. Nhiều trường trung học cơ sở dạy lệch đã chấn chỉnh nhưng vẫn theo tâm lý thi gì học nấy, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo mới dự kiến đổi môn thi thứ 3 lớp 10 hàng năm theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng. Bên lề hội nghị tổng kết thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn 2020-2024 ngày 31 tháng 10, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói tinh thần phương án thi vào lớp 10 sẽ gồm 3 môn, trong đó toán, ngữ văn là môn bắt buộc. Môn thứ 3 do địa phương lựa chọn trong những môn có tính điểm còn lại, không cố định hàng năm. Môn thi thứ 3 có thể lặp lại nhưng cách nhau ít nhất 1 năm, ông cho biết. Theo ông Thưởng, việc không cố định môn thi thứ 3 nhằm tránh việc học lệch, học tủ. Qua kiểm tra và ghi nhận thực tế, Bộ cho thấy có nhiều trường trung học cơ sở chỉ dạy trọng tâm 3 môn thi vào lớp 10 ngay từ đầu năm lớp 9. Trong khi đó, chương trình giáo dục trung học cơ sở hướng đến học cơ bản đồng đều để học sinh có đủ năng lực phẩm chất tiếp tục vào bậc trung học phổ thông hoặc chuyển sang giáo dục nghề nghiệp. Phẩm chất năng lực của học trò được hình thành tổng hợp từ nhiều môn học, do đó thầy trò phải dạy và học bình đẳng giữa các môn, trừ 2 môn cơ bản là toán, văn. Bộ đã kiểm tra chấn chỉnh việc học lệch, học tủ rất nhiều, nhưng phần lớn có tâm lý thi thế nào thì học như vậy, cho nên phải quản lý nghiêm, ông Thưởng nói. Ông cũng khẳng định, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, học sinh chỉ cần học đều các môn, không cần lo lắng hay phải học thêm. Về việc Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10, Thứ trưởng cho hay, quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông mới nhằm thực hiện tốt, thống nhất trong toàn quốc, không có ngoại lệ. Ông cũng cho rằng, việc dạy và học tiếng Anh được thực hiện xuyên suốt từ tiểu học đến lớp 12, thậm chí học suốt đời, không nên phụ thuộc vào một kỳ thi. Không có phương án nào đáp ứng hoàn toàn, nhưng phải chọn cách tối ưu phù hợp nhất để đảm bảo chất lượng giáo dục, ông Thưởng nhận định. Năm 2025 là năm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo quy chế tuyển sinh mới lấy ý kiến từ đầu tháng 10. Quan điểm trên từng được ông Thưởng chia sẻ khi dư luận phản ứng về Bộ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3. Sau đó, Bộ bỏ cách dùng từ này thay bằng yêu cầu không cố định môn thi hàng năm. Bộ cho biết đã nhận được góp ý từ gần 8.900 trường trung học và 63 sở giáo dục và đào tạo, trong đó 60 địa phương đồng ý phương án môn thi thứ 3 vào lớp 10, cho rằng việc này là phù hợp thực tế và giảm áp lực. Gần 8.300 trường hợp đồng ý với các nội dung dự thảo. Còn theo khảo sát của VN Express hôm 4 tháng 10, khoảng 88% trong hơn 50.800 độc giả tham gia mong muốn kỳ thi cố định với 3 môn toán, văn, ngoại ngữ. Nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng việc thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm là không công bằng, gia tăng áp lực khiến cho các em phải học thêm nhiều. Một số chuyên gia cũng nhận định tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn toán, văn, ngoại ngữ, chủ yếu tiếng Anh là hợp lý, nhất là trong bối cảnh tiếng Anh đang được định hướng trở thành ngoại ngữ thứ hai trong nhà trường. Khắc phục tình trạng học lệch cần phải học bằng cách là quản lý tốt, chứ không nên dùng môn thi. Dự kiến quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được ban hành trước ngày 31 tháng 12. Để học sinh không lơ là học tập, trường đại học sẽ không được công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm trước ngày 31 tháng 5 theo đề xuất của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nêu đề xuất này tại hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn 2024-2025. Theo ông, ngày 31 tháng 5 là thời điểm kết thúc năm học. Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm cần được công bố sau thời gian này, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và việc học tập của học sinh. Luật Giáo dục Đại học cho phép đại học tự chủ tuyển sinh,
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sử dụng tổng cộng hơn 20 cách xét tuyển, chủ yếu là xét tuyển sớm, bằng điểm học bạ, chứng chỉ quốc tế, đánh giá năng lực tư duy kết hợp. Năm ngoái, 214 trong 322 trường xét tuyển sớm. Số sinh viên trúng tuyển theo diện này là hơn 375.500 em, gần 50% tổng số đăng ký xét tuyển đại học, trong đó nhiều trường xét học bạ từ tháng 1 với điểm của 3 hoặc là 5 học kỳ thông qua gồm kỳ 2 của lớp 12. Một số trường công bố điểm chuẩn học bạ ngay trong tháng 3. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và nhiều chuyên gia cho rằng việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục phổ thông trong giai đoạn cuối. Nguồn dữ liệu dùng xét tuyển cũng không đầy đủ do học sinh chưa học hết lớp 12. Các trường dùng nhiều phương thức tuyển sinh sớm khiến chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào bằng điểm thi tốt nghiệp bị thu hẹp. Nhiều em điểm cao nhưng không đỗ nguyện vọng mình yêu thích. Ngoài ra, Cục Quản lý Chất lượng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định để kiểm tra giám sát chất lượng các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các trường đại học tự tổ chức. Trong đó, các kỳ thi riêng này phải xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Trương lưu ý điểm này rất quan trọng nhằm tránh việc học sinh phải ôn thi riêng dẫn đến phá vỡ việc dạy và học ở các trường phổ thông. Quy trình tổ chức thi cũng phải thống nhất, tránh gây khó khăn cho học sinh. Cả nước hiện có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực tư duy do các trường đại học tổ chức, trong đó kỳ thi của hai đại học quốc gia và Bách khoa Hà Nội đông thí sinh và được nhiều trường dùng để xét tuyển nhất. Năm 2023, trong hơn nửa triệu thí sinh đỗ đại học, khoảng 2,57% nhập học bằng cách xét tuyển các kỳ thi riêng. Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng do Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, dự kiến công bố vào tháng 11. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến không dùng điểm học bạ trong các phương thức xét tuyển từ năm 2025. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng cho biết, những năm trước, điểm học bạ được sử dụng để xét tuyển độc lập 10% chỉ tiêu hoặc kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực 30-40% chỉ tiêu. Tuy nhiên, từ năm 2025, trường dự kiến không sử dụng kết quả học bạ với cả hai phương thức. Lứa thí sinh năm tới học theo chương trình mới, mỗi em lựa chọn và có điểm học bạ ở những tổ hợp khác nhau, ông Trung lý giải. Với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường, học sinh phải dự thi ít nhất 2 môn trong đó. Một môn chính, tùy tổ hợp, điểm xét tuyển là tổng điểm môn chính nhân hệ số 2 cộng môn còn lại. Kết quả thi được dùng xét tuyển cho 30 ngành đào tạo, chiếm 40-50% tổng chỉ tiêu. Số còn lại, trường dành xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, ưu tiên xét tuyển học sinh, chuyên và tuyển thẳng giải quốc gia quốc tế. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM được tổ chức lần đầu năm 2012 với khoảng 2.000 lượt thí sinh. Năm nay, con số này tăng lên thành 8.500 lượt. Năm 2025, trường dự kiến tổ chức 3-5 đợt thi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đà Nẵng, Gia Lai với khoảng 30.000 lượt thí sinh. Hồi giữa tháng 8, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi cấu trúc của 5 trong 6 môn thi. Đề thi toán vật lý hóa học sinh học gồm 40 câu chia thành 3 phần thay vì 50 câu với 2 phần như trước đây. Với môn ngữ văn, đề gồm 22 câu ở 3 phần đọc hiểu, trắc nghiệm, viết đoạn văn ngắn, bài luận, trong đó phần viết đoạn văn ngắn là yêu cầu mới. Nhìn chung, nội dung đề vẫn bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 70-80%. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 sẽ được 7 trường dùng để xét tuyển đầu vào, gồm Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, các trường sư phạm trực thuộc Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Vinh. 174 học sinh mà trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, thành phố Hà Nội tuyển trái phép được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cho chuyển sang một trường tư thục khác. Nội dung được nêu trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 30 tháng 10 về công tác tuyển sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, quận Hà Đông. Năm học vừa qua, trường này không được Sở giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, song đã nhận 174 học sinh. Các em đã nhập học được 3 tháng nhưng không có tên trong hệ thống của Sở. Sở cho biết sẽ xử phạt hành chính trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, yêu cầu trường xin lỗi phụ huynh và học sinh. Nếu cần thiết, cơ quan này kiến nghị thành phố rút giấy phép hoạt động của trường, chuyển cơ quan công an điều tra. Ngoài ra, Sở giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát điều kiện tuyển sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông
Văn Lang, quận Đống Đa trong việc tiếp nhận số học sinh nói trên theo đề xuất của trường Tô Hiến Thành. Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành đã họp với phụ huynh khối 10 và chủ đầu tư ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Văn Lang. Tại đây, bà Nguyễn Thúy Phương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Văn Lang cho hay năm nay được sở giao tuyển 600 học sinh nhưng chưa tuyển đủ. Số còn thiếu của trường tôi vừa khớp với số học sinh của Tô Hiến Thành, bà Phương nói. Nếu được sở đồng ý, trường sẽ lên phương án cụ thể về địa điểm học, về học phí, mức thu là 1,8 đến 2,3 triệu đồng một học sinh một tháng. Tùy phụ huynh chọn hệ cơ bản hay tăng cường, ngoài ra phụ huynh đóng tiền cơ sở vật chất 6 triệu đồng một năm. Rời cuộc họp vào tối muộn, các phụ huynh cảm thấy nhẹ nhõm khi đã có tín hiệu tốt hơn. Hy vọng các con có thể bắt đầu học ở trường mới vào tháng 11 này, một phụ huynh nói, và cho biết nhiều nhà cũng đã tính mua xe đạp điện hoặc là vé xe buýt, tàu điện để con đi học nếu chuyển sang trường Văn Lang ở quận Đống Đa. Một phụ huynh khác nói rằng là hy vọng sở sớm có phương án để học sinh ổn định tâm lý học tập. Sự việc xảy ra cách đây 2 tháng, phụ huynh trường Tô Hiến Thành phát hiện Sở Giáo dục và Đào tạo không giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho trường do chưa đủ điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động. Họ lo lắng còn không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau này vì không có tên trong hệ thống của sở. Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành thành lập năm 1997, hiện có hơn 400 học sinh. Đây là năm thứ 2 trường tuyển sinh, địa điểm thuê ở phường Văn Quán, quận Hà Đông. Học phí của trường là 1,5 đến 1,8 triệu đồng một học sinh một tháng.